sĩ là nhân thanh niên, đạt năm, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, cơ cấp dược hoặc là lưu ghi lưu dược, một năm, nhớ chưa? Rồi. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có những cái quy định về cái quyền hạn nè, trách nhiệm của các cái cơ sở bán lẻ thì các anh chị sẽ học ở trong cái file mà cô gửi nha. Rồi về cái thời gian ủy quyền thì các anh chị mở ra cái phần cuối của cái file nó sẽ có cái quy định về cái thời hạn ủy quyền ha. Quy định là cái người phụ trách chuyên môn thì phải có mặt tại cơ sở trong thời gian mà cơ sở hoạt động. Vắng mặt thì phải ủy quyền. Trên 30 ngày thì phải ủy quyền cho các anh chị. Và phải có văn bản báo cáo sở y tế. Còn khi nào là phải thay đổi cái người phụ trách chuyên môn? Trên 180 ngày. Không, trên 180 ngày. Hồ sơ sổ sách tại các cái cơ sở bán lẻ thì mình phải lưu trữ nhất là 1 năm sau khi chúng hết hạn dược ha. Rồi còn các cái phần còn lại thì các anh chị sẽ tự học nha. Điều kiện để mà thay thế thuốc kê ở trong đơn thì mình phải có những cái điều kiện nào, thuốc thay thế phải cùng cái gì? Nó thì trả lời, tự trả lời đúng không? Cùng. Thứ nhất, hoạt chất. Thứ hai, nồng độ hàm lượng. Thứ ba, dạng bào chế. Thứ tư, được sự đồng ý của người mua. Thứ năm, người thay thế phải là trình độ gì? Dược sĩ đại học. Cho nên về cái việc mà thay thế thuốc thì cái cơ sở bán lẻ nào là được thay thế thuốc bên công đơn? Nhà thuốc. Tại vì chỉ có nhà thuốc là trình độ cái người phụ trách là dược sĩ đại học thôi. Còn các cái cơ sở còn lại thì các chị thấy là trung cấp hoặc là